Thì làm thế nào để chúng ta đi đến con đường thành công được? Làm thế nào để chúng ta đi đến thành công được? Tức là chọn con đường nào để đi đến thành công? Thì thưa các anh chị em, là chúng ta có một con đường gọi là con đường đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Đó là học giỏi một nghề. Đó là học giỏi một nghề. Tức là chúng ta làm chuyên môn nghề. Ví dụ làm kế toán giỏi, ví dụ như làm chuyên viên tuyển dụng giỏi, ví dụ như là làm giáo viên giỏi, ví dụ như là một bác sĩ giỏi. Đấy, thì chúng ta vẫn có thể thành công. Nhưng lưu ý, chúng ta chỉ thành công trên lĩnh vực chuyên môn. Còn chúng ta không thành công trên con đường tiền bạc được. Bởi vì nếu bạn cực giỏi chuyên môn thì người ta cũng chỉ cho bạn trả cho bạn. Tôi lấy ví dụ như ở Việt Nam bây giờ mức lương để bạn làm nhân viên cực kỳ giỏi, ví dụ chuyên viên tuyển dụng, kế toán, rồi bác sĩ, thì chúng ta cũng chỉ có thu nhập ở đâu đó, người cao thì được khoảng 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng. Cao lắm rồi nhá, là khoảng 100 triệu một tháng. Thế thì 100 triệu một tháng thì chúng ta hình dung là 1 năm thì chúng ta để ra được 1 tỷ, 10 năm được 10 tỷ, và chúng ta sống được, làm việc được khoảng 20-30 năm và trừ ăn uống đi thì chúng ta cũng chỉ để được độ khoảng 1 triệu đô. Như vậy giàu lắm chúng ta chỉ có 1 triệu đô nếu làm chuyên môn nghề. Đấy, cho nên các anh chị không tin, các anh để ý mà xem, những cái người làm kế toán giỏi, những người làm bác sĩ, hai vợ chồng là bác sĩ giỏi và làm quần quật thì cũng chỉ có đến 2 triệu đô thôi. Xong rồi mua bất động sản thì cũng lắm nó nở ra đến 3 triệu đô là cùng. Như vậy thì bắt đầu từ cái khái niệm, nếu bạn trở thành trạng nguyên trong lĩnh vực nghề nghiệp thì bạn vẫn có cơ hội giàu có, chứ không phải là không có. Nhưng cái mức độ mà thành công về tiền bạc của bạn là bạn chọn là bao nhiêu thì do bạn quyết. Nhưng nếu bạn là một kế toán trưởng giỏi, kế toán viên ấy, thì lương của bạn bây giờ đâu đó khoảng 20 triệu thì để dành ra 10 tỷ thì có nghĩa đâu đó bạn phải mất khoảng 50 năm. Để tôi và không ăn uống gì nhé, tôi minh chứng cho bạn thấy. Vậy thì việc đầu tiên các bạn làm chuyên môn nghề thì các bạn vẫn tìm kiếm được việc làm, tìm kiếm được tiền, nhưng khẳng định không có nhiều tiền đâu. Vậy thì cái đấy là lựa chọn của mình thôi. Vậy thì ai có một cái khát vọng về tiền bạc lớn thì người ta sẽ không đi chọn về cái việc đi làm thuê và làm đúng một cái việc chuyên môn. Khát vọng tiền bạc. Nhưng ai mà họ có khát vọng với cái việc mà tôi chỉ cần ít tiền thôi và tôi đi làm thuê, tôi dành thời gian cho gia đình. Vì vậy tôi cứ sáng đi làm, chiều đón con, tối thổi cơm, sáng đi làm, chiều đón con, tối thổi cơm. Và hai vợ chồng tôi chỉ cần là làm giáo viên giỏi, hai vợ chồng tôi chỉ cần làm bác sĩ giỏi, hai vợ chồng tôi chỉ cần một người làm kiến trúc sư và một người làm giáo viên chẳng hạn. Và bọn tôi đặt mục tiêu là sau 10 năm bọn tôi mua được cái chung cư là 4 tỷ, 5 tỷ. Thì bạn hoàn toàn làm theo cách đó. Hoàn toàn làm theo cách đó. Tất nhiên là ở đây tôi đang nói hoàn toàn tự lực và không nhờ vả nhà bố vợ, bố đẻ gì nhá. Đấy, từ đấy ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cách mà chọn nghề. Còn chọn nghề nào tối ưu hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi khẳng định là không có nghề nào kiếm được hơn nghề nào. Nghề nào cao quý hơn, nghề nào có xu hướng tốt hơn thì tôi trả lời là không có. Tất cả những người nói rằng nghề nào tốt hơn nghề nào đấy đều là cái cách mà định hướng để tuyển sinh mà thôi. Bởi vì nếu ông là một ông thợ xây giỏi thì ắt ông vẫn có một cái hướng trở thành chủ thầu và ông vẫn có cái hướng trở thành một cái chủ một cái công ty. Nhưng nếu ông là một bác sĩ giỏi, một bác sĩ kém thì ông có thể gây chết người cơ mà. Và ông là tội phạm cơ mà. Vậy thì bạn đừng bao giờ tư duy rằng là tôi cho rằng vì cái nghề nào kiếm được nhiều tiền mà tôi chạy theo. Vậy thì cái điều quan trọng nhất, nếu bạn xác định bạn làm nghề chuyên môn thì bạn phải chọn theo đúng năng lực sở trường của bạn. Tức là bạn yêu cái nghề gì nhất, bạn làm cái nghề đấy bạn cảm thấy hạnh phúc nhất và bạn là trạng nguyên trong lĩnh vực nghề đấy thì tôi tin bạn vẫn có một cuộc sống tương đối sung túc. Đấy là câu chuyện về chuyên môn nghề.
À, bây giờ nó nâng tầng lên hơn một tí nữa, là cái cách mà đi đến thành công là cách thứ hai. Cách thứ hai là cái cách mà người ta sẽ tự làm. Tức là bạn có thể đi làm thuê ở đâu đó là 1, 2, 3, 4, 5 năm. Sau đó bạn về bạn mở một cái cửa hiệu bạn tự làm. Tôi lấy ví dụ, có những ông đi làm sửa ô tô thuê, xong sau đó 5 năm, 7 năm ông lại ra ông thuê một cái xưởng và ông mở một cái gara riêng, và ông thuê mấy anh em lại về làm với ông ấy, và tất nhiên ông ấy là thợ chính. Có những người thì làm cơ khí xong đi làm thuê vài năm thì về mua một cái xưởng, một cái máy tiện, xong rồi là ông ta làm là người lao động chính, xong ông ta lại tìm mấy anh em phụ, thợ phụ vào, thì như vậy nó gọi là tự làm. Hay là có những ông thì làm cắt tóc, thì lúc đầu ông là thợ cắt tóc giỏi, xong sau đó ông ấy lại đi thuê một cửa hàng, rồi ông ấy là thợ chính, xong ông thuê mấy ông thợ phụ về, xong thuê mấy cô gội đầu với mấy cô uốn tóc về để làm phụ với ông ta, và cuối cùng ông ta là vai trò là tự làm. À, thế thì nếu mà đi làm thuê thì bạn cần có cái yếu tố là kỷ luật, trung thực, tỉ mỉ và ngoan đấy, và tuân thủ. Nếu yếu tố làm thuê thì phải tỉ mỉ, tuân thủ, trung thực, kỷ luật. Nói vậy ông đi làm thuê mà ông quan tà la văn về mặt thời gian là người ta đuổi việc. Nếu mà ông làm thuê mà ông không kỷ luật là người ta đuổi việc. Nếu ông làm thuê mà ông không trung thực, ông ăn bớt ăn xén tài chính của người ta là người ta đuổi việc. Nếu ông làm thuê mà ông không tuân thủ, người ta bảo ông làm cái cốc thì ông cứ làm cái cốc đi. Thì ông lại cứ quay sang ông cãi là ông muốn làm cái chén thì người ta sẽ đuổi việc. Vậy thì đi làm thuê có cái hay của nó là anh không phải lo về tài chính. Sáng đi làm, chiều đón con, tối thổi cơm, cuối tháng lĩnh lương, không bao giờ phá sản. Nhưng ông phải tuân thủ kỷ luật của người ta, vì người ta mua ông thời gian. Ông phải tuân thủ những cái người ta mong muốn, vì vậy ông phải có cái thói quen là phải tuân thủ người ta, phải trung thực, đừng có lươn lẹo. À, vậy đấy là người làm thuê. Người làm thứ hai là bây giờ ông tự làm. Ông tự mở cửa hàng cắt tóc, ông tự mở cửa hàng cơ khí, ông tự mở. Thì bây giờ nếu mọi thứ thất bại thì ông phải là người chịu trách nhiệm. Vì ông có đổ lỗi cho tại thằng thợ này, tại thị trường, tại ai đi chăng nữa, thì chính ông phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng và ông mất tiền. Có vậy. Vậy thì nếu làm thuê thì thằng khác chịu trách nhiệm về tài chính cho mình. Phá sản, ông chủ chịu. Nhưng bây giờ tự mở cửa hàng là mất tiền, mình chịu. Vậy thì tính trách nhiệm nó cao hơn rất nhiều. Trách nhiệm đến tận cùng và trách nhiệm với tiền của mình, trách nhiệm với máu thịt của mình, chứ không thể đùa được. Đấy là lý do có những người làm thuê rất giỏi nhưng không bao giờ dám tự làm một cái gì, vì các bố rất sợ mất tiền. Đấy. Vậy thì đoạn này, cái đoạn này là học không có học được nhé. Tôi khẳng định là không ai học được. Đừng có nói với tôi là thầy hướng nghiệp cho em làm sao em có tính trách nhiệm, làm sao em dám đối mặt và em chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Thì cái này nó gọi là tố chất. Mà trong cái chương trình chuyển hóa tâm thức mà dạy học viện doanh nhân ấy, tôi đã dạy đấy, làm thế nào để chuyển hóa được tâm thức, chứ không phải làm thế nào để em tăng cái tính chịu trách nhiệm, không có. Cho nên có nhiều đứa rất học giỏi trong trường cấp 3 nhưng mà ra ngoài đời thì chỉ có đi làm thuê thôi, vì nỗi sợ hãi nó choáng ngợp bộ não của họ, và họ chỉ có mong chờ rằng là thôi đi làm thuê đấy. Vậy thì tôi nói lại là cái người tự mở ra một cái doanh nghiệp cho mình tự làm, tự mở cho mình một cái xưởng để tự làm, tự mở cho mình một cái gara để tự làm, tự mở cho mình một cái showroom để làm cắt tóc, thì bản chất là chưa chắc người đấy đã giỏi hơn một cái ông cắt tóc thuê, nhưng chắc chắn đó là người dám làm, dám chịu. Và hiện nay thì tỷ lệ người ở Việt Nam của chúng ta đi vào các trường mà dạy cho con người mình cái cách mà dám đối mặt, dám làm, dám chịu thì hiện nay cái trường này nó ít quá. Mà đa phần dạy cho người ta khôn lỏi là làm thế nào là nếu nó xảy ra chuyện thì mày được đổ lỗi cho thằng khác,
làm thế nào mà mày đi làm việc làm thuê là mày ăn lương cứng thì mày mới là thằng khôn. Đấy là những thằng gì ạ, vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Mà cái thằng nó phải tập dần cái thói quen chịu trách nhiệm thì nó mới làm chủ được, nó mới tự làm được. À, vậy thì vai trò tự làm là bố phải đối mặt, bố có nghề, bố mở ra, bố tự làm, nhưng mà gì, được ăn tất, nhưng mà thua thì gì ạ, là trắng tay. À, bắt đầu nó phải đối mặt, tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái này nó học được một bài học tuyệt vời, bài học tuyệt vời, tức là nó khôn ra rất là nhanh. Không có cái gì bằng cái việc mà mình mất tiền và mình chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, cho nên trí tuệ nó tăng nhanh lắm các anh chị. Tất nhiên cũng phải mất một vài lần phá sản. Tôi nhắc lại, con đường này là con đường không dễ. Đấy là lý do rất nhiều chú học giỏi chỉ đi làm thuê. Đây là cách con đường thứ hai để đi đến thành công. Và tất nhiên con đường thứ hai này tương đối gồ ghề. Nhưng vượt được qua con đường thứ hai thì bạn bước sang con đường thứ ba là bắt đầu bạn biết làm chủ. Thế nào gọi là làm chủ? Làm chủ là cách mà bạn trả tiền cho người khác để họ hoàn thành cái công việc mà bạn giao cho họ. Tôi lấy ví dụ, tôi muốn xới một mảnh vườn, cày một thửa ruộng, thì tôi khoán cho một người đi cày và tôi trả tiền cho họ, họ cày cho tôi. Vậy thì nếu mà tôi muốn tìm một ông thợ cày, cày cho tôi cái mảnh ruộng, thì việc đầu tiên là tôi phải biết nhìn người, biết dùng người. Và việc thứ hai là tôi phải biết xây dựng chính sách để trả đúng giá cho con người đấy. Vậy thì anh cũng khoán cho người ta cày mảnh vườn, nhưng anh ngu, anh không biết nhìn cái ông này có cày được không và khoán cho ông ta thì mình toi. Nhưng cái thứ hai, mình tìm được người giỏi, mình khoán cho ông ta rồi, nhưng mình trả cho ông ta chính sách nó thấp. À, thế thì ông ta cũng không làm cho mình. Nhưng mà ví dụ như là mình khoán ông ta cày cho mình một mảnh vườn, nhưng mà bây giờ lại khoán cho ông ta là ăn lương cứng theo giờ, thì đáng nhẽ cái mảnh vườn ông ấy cày được 8 tiếng thì bây giờ ông cày ra 10 tiếng thì mình chết. Đấy. Vậy thì cái này nó gọi là nấc thứ ba là phải có trình độ dùng người. Mà muốn dùng người và xây dựng chính sách trả lương cho người khác thì bắt buộc bạn vẫn phải trải qua giai đoạn làm thuê, tự làm, rồi bắt đầu bạn mới lên để bạn làm chủ một doanh nghiệp. Và nên đến làm chủ một doanh nghiệp thì khả năng mình phải gì ạ? Giả ngu, khả năng mình phải khiêm tốn, khả năng mình phải nhìn thấy cái điểm tích cực của người khác nó phải rất là tốt. Tức là bạn càng ngạo mạn thì bạn lại càng không nhìn thấy điểm tốt của người khác. Vì vậy lúc này mình cần phải khiêm tốn, cúi đầu xuống để nhìn thấy những điểm tốt của người khác, thì từ đó mình mới thuê được đúng người tốt về làm cho mình. Thì cái nhu cầu thứ ba, cái con đường thứ ba là con đường làm chủ. Và con đường thứ tư là khi bạn làm chủ rồi thì bắt đầu bạn điều hành cả một business lớn rồi. Bắt đầu bạn biết là một doanh nghiệp thế nào là doanh nghiệp hiệu quả, một doanh nghiệp thế nào là một doanh nghiệp phát triển, một doanh nghiệp thế nào là doanh nghiệp làm ăn minh bạch. Thì bây giờ khi bạn có một lượng tiền nhất định thì bây giờ bạn không phải làm cái gì nữa. Bạn mới quay sang bạn ném tiền vào công ty cho thằng khác nó làm. À, thì cái đấy là gọi là vai trò đầu tư. Nhưng mà như vậy thì bạn phải trải qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn làm chủ, thì bạn mới trở thành gì ạ? Nhà đầu tư được. Và ngày nay rất nhiều các anh chị em đang phải vỡ nợ, đi đòi nợ các cái công ty ở các cái ngân hàng đấy, là vì lý do đầu tư mà mình lại không biết thẩm định một doanh nghiệp, mà mình lại ném tiền vào mình đầu tư, xong đến khi doanh nghiệp đấy nó vỡ nợ thì cái tiền mình đầu tư vào đấy bị mất. Như vậy cái tầng làm chủ là cái tầng đầu tư, là cái tầng gì ạ, cao nhất, nhưng mà đầu tư cũng dễ ăn tiền nhất, nhàn nhất, nhưng mà đầu tư cũng dễ mất tiền nhất. Nếu mình ngu có thể đi sạt nghiệp ngay. Từ đây ví dụ như vậy. Như vậy con đường mà các bạn đi đến thành công đối với học sinh bây giờ, tôi khoan bàn về nghề nghiệp nhé. Tôi không bàn về nghề nghiệp. Thì con đường mà để bạn đi đến thành công thì con đường thứ nhất là làm thuê. Thôi thì làm thuê mà đến cuối đời mà hai vợ chồng có triệu đô, có độ khoảng 20 tỷ là chúng ta phải xác định là chúng ta phải là nhân vật xuất sắc về làm thuê rồi. Xuất sắc về làm thuê rồi. Vậy thì những cái anh mà ước mơ mà có độ khoảng 3 triệu đô mà tư duy là em đi làm thuê và làm nhân viên
thì tôi khẳng định với bạn là gì ạ? Muôn đời ước mơ đấy nằm trong quan tài. Tức là đến chết thì bạn vẫn mang theo cái ước mơ ấy đi thôi, chứ còn chả bao giờ đạt được cả. Cho nên bạn có một cái ước mơ về tài chính mà bạn xác định bạn có từ 2 triệu đô trở lên, thì có nghĩa là bạn phải có tư duy tiến hóa hơn về vị trí. Tức là có thể bạn làm bằng cái lĩnh vực bạn tự làm, hoặc làm chủ, hoặc đầu tư. Còn đã xác định mà muốn có trên 2 triệu đô mà này, em chỉ thích đi làm thuê, sáng đón con, chiều thổi cơm, sáng đi sáng chiều đón con, tối thổi cơm, chiều đón con, tối thổi cơm, em không đi công tác, em không thích làm cái gì vất vả, em cũng không muốn đầu tư vốn, em chỉ thích là lương cứng thôi, thì vĩnh cửu không bao giờ khá được. Vậy thôi, nó là lựa chọn cuộc đời mà. Cho nên cái khát vọng của bạn nó đến đâu thì bạn mới đi theo con đường đó. Thì nhưng mà ngược lại, bạn phải kỷ luật, bạn phải trung thực, bạn phải tuân thủ. Chứ đi đến đâu cãi ông sếp đến đấy là người ta đuổi việc. Đến cái tầng thứ hai mà muốn tự làm thì bạn phải có trách nhiệm. Đến tự làm thì bạn hoàn toàn mở một cái xưởng gara ô tô, mở cái nọ mở cái kia thì bạn hoàn toàn có thể cũng kiếm được tiền tốt. Và tất nhiên có thể kiếm được vài triệu đô nếu bạn khôn ngoan. Và tất nhiên cũng có thể vỡ nợ nếu bạn không có đủ trình độ. Bắt đầu con đường nó gồ ghề hơn, cho nên tính chịu trách nhiệm cao hơn. Đấy là con đường tự làm. Nếu con đường làm chủ thì bạn phải biết dùng người, mà muốn dùng người thì bạn phải có thêm tố chất khiêm tốn. Phải khiêm tốn và phải biết sử dụng tài chính để phân bổ cho con người, tức là biết chia tiền. Nhưng phải biết dùng người và biết chia tiền. Một cánh tay này tìm người về làm, một cánh tay này biết gì khi nó làm mà anh em làm và tạo ra tiền thì mình phải biết chia tiền. Đấy, có vậy thôi. Đấy, muốn làm chủ được thì cần tối thiểu hai cái đó. Câu chuyện thứ tư mà bạn muốn làm nhà đầu tư được thì bạn phải có khả năng thẩm định được cái dự án, thẩm định được business. Còn nếu bạn không có khả năng thẩm định mà bạn đầu tư thì bạn cũng sản nghiệp. Như vậy là cái con đường mà càng cao hơn thì khả năng kiếm tiền càng tốt hơn. Nhưng đi đôi với nó là thách thức, là nguy cơ phá sản cao hơn. Vậy thì chính vì vậy là tôi mới khuyên các bạn là các bạn nên làm, phải xây dựng một cái lộ trình cuộc đời cho mình. Tôi lấy ví dụ là làm thế nào để rồi 22 tuổi ra trường, tốt nghiệp cao đẳng hay đại học, hay đi học nghề, thì học trường nào không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất là bạn phải có nghề và lành nghề. Thì bạn sẽ đi làm thuê cho tôi ở đâu đó khoảng 5 năm. 5 năm. Thì lúc đấy giờ 27 tuổi. Khi 27 tuổi bạn trưởng thành rồi, bắt đầu làm thuê rồi, có tính tuân thủ rồi, và bắt đầu có tính chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình rồi, thì có thể mình mở ra một cái công ty nho nhỏ. Nó gọi là khởi nghiệp đấy. Khởi nghiệp với một công ty nho nhỏ, tức là gọi là gần như tập sự đấy. Thế sau đó 30 tuổi thì bắt đầu chính thức bạn có thể làm những cái câu chuyện lớn hơn. Cho nên tam thập như lập, tức là 30 tuổi thì bạn nên khởi nghiệp. Chứ còn thường là, tất nhiên là có những trường hợp mà họ ở cái tuổi 22, 23 tuổi họ đã khởi nghiệp rồi và họ rất là thành công. Nhưng thực ra cái tỷ lệ đấy nó chiếm độ khoảng 1 phần tỷ chứ không phải 1 phần triệu. Ở trên thế giới này chỉ có vài anh như là anh chủ của Facebook. Chứ còn đa phần là chúng ta đều khởi nghiệp ở cái ngoài 30 mới thành công được. Còn cái người mà khởi nghiệp ở cái tuổi 18, 20 mà thành công được thì nó rất là hiếm. Và chúng ta đừng mang cái mẫu mà nó hiếm đấy vào cái việc mà đưa vào cái trường hợp của mình. Thì như vậy là nó hơi ảo tưởng. Còn tất nhiên là bạn tự tôn bản thân, bạn bảo là Mark Zuckerberg làm được thì em cũng làm được, thì cũng được, chúng ta phải thử vài lần xem. Ok, như vậy có 4 con đường để đi đến thành công. Như vậy, 1 là làm thuê, 2 là làm tự làm, 3 là làm chủ, và 4 là đầu tư.